án ga nó làm tổ ở đây luôn các bác này. Chưa? Đẹp chưa? Hàng ngày nó cứ đẻ một hai quả trứng, hai con này hàng ngày cứ đẻ một hai quả trứng. Nên cứ ra nhặt là ăn mì tôm thôi. Đó. Đúng trứng ga đẻ chưa? Ngày nào cũng có. Mang xuống farm mì tôm luôn các bác nha. Buổi sáng nay thì mình có cà phê, mì tôm với trứng gà đẻ. Một ít hoa quả. Nhìn sáng chảnh giống người resort phết đúng không? Trứng xin luôn nha. Mời các bác ăn sáng nhá. Đừng nghe nhan. Thơm, bùi bùi, béo lắm. Làm trong bát mi, một cốc cà phê nữa lên, lăn quanh đi được hết 500 hecta. Mình dắt hai con gà với cả mít này đi tập thể dục. Hai con này ngoan lắm, thả ra còn không chạy nữa. Thấy chưa? Gà này đang ra ra triển nữa, đang ngoan lắm. Hồi yêu gà Việt Nam. Mình xuống thuyền, anh Toàn sáng giờ đi luôn một vòng thôi. Có gà đấy anh. Gà dạ. Ngon thế. Gà với lại xôi. Gà em vừa luộc xong hai con gà đấy đấy. Gà của mình nuôi chứ không phải gà công nghiệp đâu, chỉ ăn cả một ít thôi. Đâu cả năm nay các bạn này. Con này vừa vừa mới nổi xong. Đâu kia nè. Cái góc này có một con rất là khủng mà không làm sao mà bắt được các bác. Khéo bây giờ chắc không phải tự đếm nữa mà vẫn ăn được. Hôm qua là không có sáng ấy giờ mới thấy mấy cái đâu này đấy. Từ cái điểm mà anh em mình ngủ là ở đây luôn, sát đây luôn. Sáng nay dậy thì thấy đâu rồi nhặt lên đâu này chắc cứ đếm anh ạ. Đêm ăn đêm ăn dã man nhỉ, ăn chỉ có ăn mỗi một lửa người đuôi khủng lắm, rất ác luôn. Con này khá là khủng luôn. Ô con cái gì? Con cân Lunamid, con này chính chiến với mình rất là nhiều trận rồi, nó cực kỳ may mắn luôn. Nhưng mà không hiểu sao mà đến cái đông mố này toàn bóng bị xịt. Nếu đổi cân thế này, chơi con anh ấy chơi cân chứ. Được. Con em xin hơn con anh á. Đi thử cân của một cho hòa thế này. Đổi cân, đổi con môi mình đánh Ngọc Thính luôn. Con cân Shibat này thì ưu điểm của nó là lúc dòng cả nó sẽ cóng từ đít đến đâu luôn. Nó cóng đều. Ngày trước mình cũng hay đánh con này lắm. Cái này sát cá lắm nha. Cái này rất sát cá đấy. Bật măng, bật quý sụp rất là to. Ném sát.
Dưới không anh? Đấy, đứng đứng đi. Khủng vừa táp ở trong nên hai anh em thả néo ở đây, néo một viên đạn này này, thả néo đánh đấy tầm 20-30 phút. Đừng phải đi vào đấy, đi vào hơn được thì nó trôi. Các bạn không rung tay rồi các bạn, buộc viên đạn mà còn rung này. Tắt 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 tuyệt đấy. Nó vừa táp kể thì con môi leo lên ngọn cây mất. Cả không ăn nên là anh em mà đến bữa ăn trưa thôi. Cả không ăn thì mình ăn ạ. Tao ăn tổ ẩn này. Xem kết quả chăn nuôi của Hà Lạc Ca trong mấy ngày vừa rồi nha. Thì quả là 2 con gà luộc. Thế thì 1 tuần ăn được khoảng 10 trứng rồi. Sang chuẩn của anh em. Đây, hai anh em tôi ăn phơi gà. Sáng nay thì tôi đi mua cái phơi dọc đường. Còn Hà Lạc Ca thì 2 con gà nuôi lâu quá rồi. Để sợ nó già thì nó thịt. Đây, em mời anh. Anh chuyển trước đi. Phơi gà. Mỗi em cái đùi. Mỗi một con chắc đổ ra luôn đây. Anh mở, em ra tay em phải trước. Đấy, tay người già đấy. Thấy chưa, tay mình vằn mài cũng được. Sướng người già cứng lắm. Nào bắt được cả khủng. Cái tâm chiều này thân mừng được. Hôm nay thời tiết là rất là đẹp, rất là thuận lợi đấy. Chiều hôm nay nó tắt nắng cái là đấy nhá. Ok. Này, đây, chúc anh, chúc mừng. Chúc sức khỏe nhá. Thành công chuyến đi. Để ở nhà nhá. Ngon quá, gà này đúng là gà chạy bộ. Những cái tần mà đi đánh tự nhiên này rất là hấp dẫn. Anh em xem clip thì như nào mình không biết, nhưng mà riêng mình đi đánh mình cứ cảm thấy những cái hô mà ẩn phủ như này không biết trước được kết quả. 6 lần này thì anh Toàn đang rủ mình đi đánh sông Đà. Sông Đà thế này trải nghiệm đánh cá măng. Mời cả nhà ăn trưa với anh em. Mình sẽ về về cho vợ đỡ quên mặt ạ. Vợ đỡ quên mặt rồi mình lại đi tiếp. Chỉ một nửa thôi. Mình trả lại một nửa. Rất hay, cái thép này rất hay. Anh bảo quái lạ cho cái thép này hay thật. Cái thép này là đúng cái thép của ông Thô Địa chỉ môi luôn anh. Tức là mình nhặt được cả những cái hạt này của Hòa luôn này. Nhặt cùng trong túi em. Chỗ cắm trại nhặt được cái hạt này. Cái hạt này mục đích là để nó xoay này chống vướng. Cái này là chế thêm để cho con mồi nhảy hơi nó tăng action. Đến đây là được rồi.
chút nữa mình làm cái khóa nó mình gắn con nhà hơi vào thì là kéo thôi. Còn cái khóa thì hay giấu trong túi nhiều lắm. À đây rồi. Nên là cái làm cái này cũng rất là hay, nó không thể tát đến leader đây. Ok. Nó đuổi nó để nó đớp thì anh em lại dừng lại một chút nên nó bị lỡ nhịp. Con cá mà đấy nước rất là trong, mà con cá lóc bông rất là tinh, nó nhìn thấy mồi cái nó bỏ luôn mồi. Cho nên là vẫn chưa qua được cái cảm xúc nó rất là dữ dội khi kéo rất nhanh con cá đớp bụp cái. Nhưng mình phải giữ nguyên tốc độ để mình kéo tiếp thì con cá nó đớp tiếp. Nhưng mà mình chỉ còn giảm tốc độ đột ngột cái là nó bỏ mồi. À, anh Toàn, anh đánh nhiều con lóc bông này thì anh sẽ kiểu trái sàn với những cái củ táp nghe uinh phát con mấy anh em mới đến nghe uinh phát giật mình thì kiểu như chả dừng nó trễ chỉ hơi chậm một tí thôi. Cái dừng là xịt mà dừng phát là mất, dừng nó bỏ luôn. Mấy hôm trước thì tôi bị đứt leader rất nhiều, nhưng bây giờ dùng chơi kiểu này thì không thể bị đứt nữa. Nó táp vào những phần sắt này thì không thể đứt. Sau khi bị tứa sóng thì anh em tiếp tục lên đường. Dắm ba con lóc bông bắt lúc nào chả được. Rồi, lên đường. Ô, cảnh đẹp luôn đấy. Con nhỏ quá. Đầu bọn xe nó ăn. Anh đánh được gần như là toàn đầu bọn xe. Ủa? Chính rồi. Nó bắt rồi. Hàng khủng luôn. Đang nói chưa dứt câu. Hàng khủng. Chiều nay anh Toàn người nèm đâu là cả đớp đỏ lắm. Vâng, mấy ông nó long long ấy, tầm sáng sớm nó vào, bắt đầu vào những cái bờ lông cũng đuổi tép nhiều lắm. Vâng, mấy ông anh đang làm cùng một điện đi đuổi lưới. Ông bảo là sáng sớm anh đi đuổi lưới mà nó vào bờ đuổi tép kinh ạ. Bờ này à, đuổi tép thì khả năng là ngão. Không phải ngão, nó là sụp, nó đuổi, nó lộn nước không cho câu ở dưới kia. Okay. Câu lục ở dưới kia mà sáng sớm mà nó va bắt đầu nó ở bờ, xong bắt đầu nó ra ổ, nó khoáng ổ. Không thể nào câu lục được. À, nó nhô cả người lên mà nhìn rõ lóc bông luôn ấy. À thế. Sợt luôn. Câu lục không câu được lục. Đang đánh đén này. Dạ. Đang đánh tầm đén à? Không, mấy hôm đang đánh chép rồi, đánh chép ở cái đầu le dưới. Nhiều chép rồi, mấy hôm xuống đánh chép nhưng mà anh qua đêm đến sáng, tầm sáng sớm bắt đầu nó lộn ở ổ, không câu được nữa. Kinh à. Thế mang luôn cần lua đi. Lua qua ổ luôn. Lua qua ổ nhưng mà nó lại không ăn. Tầm sáng sớm vẫn lua nhưng mà nước sâu lại không ăn. À thế à. Ừ. Thế mang cả cần lua đi đấy nhưng mà thấy nó thở. Ở góc ngày nó thấy ông toàn nửa người con cá ngạnh nổi rất nhiều. Vâng, nổi nhiều lắm. Ừ. Người cá ngạnh nổi rất cực kỳ nhiều luôn. Nó phải tầm cỡ 6-7 con. Vâng. Ngày trước cũng mưa cho bạn đây cũng lùi được 3 con lóc bông, toàn là tăng tầm 2 cân hơn 2 cân. Cốc này anh? Dạ. Cốc này à? Vâng, ở trong hình trong ngọn. Nuôi búi tre, mấy búi tre. À. Nuôi hay được. Nó hay nằm trong búi tre thì đúng không? Vâng. Toàn phải lém môi vật ngọn tre bắt đầu kéo ra. Nó hay ăn ở đầu ngọn tre đúng không? Vâng, đấy hay ở đầu ngọn tre, nó hay ở tầm đầu ngọn tre. Đánh tí nữa rồi chốc nữa về để cho nó nắng vào tiếp. Vâng, những hôm nào mà nắng nắng thì vào chú có vào tầm sáng sớm ấy, là đánh tầm chiều tối được ạ. Tầm chiều tối nó hay ăn mạnh, tầm chiều tối. À thế ạ. Ừ, ok. Ở đây có mỗi hai eo này có đúng không? Đây có cái eo này và eo bên cạnh này. Mỗi hai eo là có lóc bông đúng không? Vâng, hai eo là nhiều. Còn cái ngọn trên kia thì cháu ít vào không biết. À thế. Cháu chủ yếu là câu ở cái ngọn lầy với cả ngọn bên cạnh. À là ok. Còn điêu cái này. Rồi thì nhánh cái này. Rồi. Ôi.
mất nhá. Anh sẽ xả mày một tí. Trái trái. Như bố gọi mua rồi. Đây đây đây, anh sẽ để căng. Bắt đầu đuối thuyền nhé, bắt đầu đuối thuyền. Bắt đuối thuyền. Bắt đuối thuyền. Rồi, bắt. Yeah, ok. Chấm ba cái con xỉu nhí. Đi lúa cả ngày đổi vào các bạn. Máy anh Toàn mang theo mấy cái xoay này, cảm giác tay chân rung luôn á, giống như kiểu là bị tụt huyết áp. Anh tụt huyết áp thôi, chén đi. Đấy, nấu quá ảo đó, chén thôi. Mua dọc đường. Công nhận là ngon thật. Bỏ em cái gì ngon. Thôi cho nó táp kê nó. Ăn nào. Anh em mình đang gặp mưa gió rất là lớn luôn. Gió này chắc chắn là chuẩn bị qua trước là đông mưa. Chuyện kia bị bỏ lại rồi. Kéo đây thì cũng phải kéo đây. Gió đang rất là to luôn. Bây giờ vứt lại trước. Bữa nay anh em đánh xong buổi đêm thì anh Toàn anh cứ mang mình về sạc này. Ai lại có đồ để chơi. Ngáp ngáp ngáp. Tập luyện đây rồi anh em ơi. Đây nó phải gọi là phải là chai lì cảm. Khác đánh với cá lóc đen nhé anh em, con đánh sộp rồi. Chai lì phải có phải chai lì cảm xúc thì nó mới kéo tiếp được. Nghe phát là vẫn phải kéo. Đúng rồi, nói chung là phải kiểu gì cũng phải chai cảm xúc. Mà kệ, phát thứ hai là dính. Rồi các em chỉ cần dừng lại một nhịp, nó rất là tinh. Dừng lại phát nó bỏ một ngay lập tức. Nhưng mà em đánh nháy hơi thì em dừng lại. Dạ đúng rồi. Cho nó... Em đi tập luyện đấy. Nó táp mạnh phát là mình quánh luôn. Nhưng mà quánh con to kia nhá. Táp phát giật luôn. Còn nó quánh tắt đi, bỏ ra thì mình kèo tiếp, để chơi nó vài giây. Hôm nay có một con đớp rất nhẹ luôn. Đớp rất nhẹ. Chỉ có bắt nhẹ, chỉ có bắt nhẹ mà. Nhẹ, nhiều con nhẹ là to ấy. Con to là... Lúc ấy lên hoa mắt em để tơi nhanh hơn chi, nó tớp lần thứ hai vẫn bỏ. Vẫn chịt. Ngày hôm nay đang đi tập luyện chứ. Xem lại cả. Con này thì hơi nhỏ nhưng mà thôi qua. Anh đấy, từ đấy nhá, xuống là có quà đấy nhá. Không nhỏ tí nào nhá. Đó, có công của HLK đây. Vị trí tầm ở đây mà vị trí. Rồi, thank you. Để em ạ. Rất là tuyệt vời nha, cùng là cần thủ mà. Mình vừa mới chạy qua đây là đội hình của anh em chủ hồ. Mình chạy qua giao lưu một tí xong rồi để xin phép chủ hồ bắt thêm thêm cả cho mình hôm nay mỏng quá. Đấy, cả anh Toàn, cả anh Quốc, anh cả mấy anh em đều ngồi đấy cả. Mình vào mắm nhá, không quá nhiều nhá, quá nhiều ngày lắm. Đây rồi anh. Đây là món đặc sản ở ở Đông Mô. Mình thì chưa bao giờ ăn đâu. Thôi cho anh em thử trước. Đây, có mình đây rồi. Bác ấy, mày lại còn định chạy đi đâu. Ai cho chạy mà chạy. Cậu vớ vẩn là năm bữa đấy, hai đứa thành một đôi đi rồi. Làm cả một đàn vào chú ạ. Không, hai đứa rồi. À thôi thì, đấy, con này nó bảo không cho nó làm trứng là nó cũng không đồng ý. Đấy, thế là mình cho nó làm trứng nhá. Món gỏi tôm. Đấy. Gỏi tôm Đồng Mô. Chúng thôi trình và Khả quấn chúng nó vào trong cái chăn này gọi là chăn hạnh phúc này. Xong bây giờ mình chấm với nó cho nó tí muối nữa thế này. À, mời cả nhà nhé.
Quá ngon. Đây là mì có những cái món như thế này của anh. Super. Anh vừa bên Đức về đến ngoan lắm. Mày Nội Bài là xuống thẳng Đồng Mô. Quá đấy. Chính Trần nó cho hai quả này. À, các bác út. Đến mặt mũi là lạnh như kem nhé. Bảo chú quán cho hai chú Trần. Ngoan chú quán cá rô phi đường. Dạ. Cá rô phi của Đồng Mô rất ngon. Trần cho hai quả trứng đi con tiệc. To lên rất ngon. Trần cho hai quả trứng đi con. Rồi thịt. Thịt kia bít vào gầm thuyền. Bít vào gầm thuyền. Hàng hàng. Bít vào gầm thuyền. Hàng hàng rồi thôi. Chạy nữa đi. Chạy nữa đi. Úi. Chạy đây. Lùi 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 lùi. Em nói thịt cá chạy thế chứ. Mà trong khi môi anh nhỏ hơn. Nó đuôi. Con này to lắm. Ui. Nó đuổi xong là môi em này lên ngọn té mất. Gì nữa? Đi cho thuyền. Bóng rơi. Trời ơi. Wow. Hey. Chính rồi anh. Đi làm gì mà quay cây? Đấy rồi, em quay đấy. Một cái bật máy ảnh, một cái máy. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip cho thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy. Cuộc gọi được tính theo cước gọi thông. Đẹp. Hàng đẹp. Con này màu đẹp lắm. Màu tránh lè luôn anh. Con này màu lạ lắm. Anh em nói chưa dứt câu. Đây, tôi xin cảm ơn nhá. Con này rất đẹp nhá. Con này màu xanh. Ôi xôi. Về chưa anh em? Con này bị xứng đáng để nuôi này. Con này đẹp. Con này quá. Ôi xôi. Con này xứng đáng để nuôi. Thôi, anh lo bắt đi. Mất. À, quay cho anh nhá. Dạ. Như vậy là con này này. Đấy. Con này sẽ ghép đôi con kia nuôi cực kỳ, cực đẹp luôn. Phê chưa? Phê chưa nha. Rồi, ra đi anh. Ôi trời. Lên rồi anh em nhá. Quá là đẹp. Mắc kênh trái mà máy vẫn bắt được. Hàng rất đẹp. Đây. Ồ, rất đẹp, một tuyệt vời luôn. Rồi, tụt to. Răng như răng chó luôn đây này. Đấy, xích kia vào. Đến thử thó thong ngón tay vào xem. Lớp mà lớp. Hiếp thật. Đất vần
như nó đột luôn, nó đột như con chó luôn, sợ thật. Hai cái răng nanh thì nó xé được, nó xé xác được cá. Một con lóc bông ướt khủng. Ôi nó đớp. Phà như chó. Nó có đớp. Lên bơ này, nó còn cắn người này. Như chó luôn. Các bác thấy không? Không có gì quá được kính nhiều đâu. Trời lắm, trời chú Phù lắm. Chú Phù cứ múa bắt hết lóc bông ở đây. Con mấy thanh niên tái trảng nó cứ cầy tay to, gông, chít hết. Bây giờ sẽ dẫn Hòa Lạc Ca đến một cái điểm điểm tủ của tôi. Điểm đấy có những con rất khủng. Bây giờ tôi sẽ lái thuyền để cho Hòa Lạc Ca câu thôi. Đấy nhá, anh không được câu nữa nhá, để mình em câu nhá. Sẽ để em bắt được một con. Đấy, em mượn được. Em mượn cái cân của anh luôn đấy. Chơi luôn, lấy con mồi Ngọc Trinh chơi. Rồi. Anh lại thuyên là không được cấu nào. Ừ, ok. Hôm nay là làm lái xe cho là cơ hoàng thôi. Tôi đang hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đi anh. Chết đi. Trời mắt. Đứng giờ ăn rồi. Dính rồi anh ơi. Đấy, anh đứng chặt. Anh chạy ra đi. Từ. Không phải không, chú ý. Từ. Được, em xử lý được con này. Ôi dồi ôi. Từ, cứ cho nó đừng đông quá nhá. Dạ. Từ, cứ bình tĩnh, từ. Từ, cứ bình tĩnh. Mới đầm này anh em nhá. Nó bông khủng, từ. Ngọc Trinh anh em nhá. Như vậy là đã lập công. Ngọc Trinh là từ gông ngoài đã. Em làm nới ra một tí dây cho nó ra một tí dây thôi. Khỏi nó gãy cần. Thêm tí dây để ra ngoài bắt. Khỏi nó loang vào bụng. Ôi nó vít vào gông thuyền. Ôi nó vít. Nó phải quá, phải quá. Đi. Trong nó nới dây ra một tí là để cho nó cho trùng này. Được rồi anh. Thằng này anh sẽ đủ tí. Có nhà quê vào Hòa Lạc Ca. Kinh khủng. Cái đầu này thì táp con cá, con băng bắp chân đấy. Vậy là anh em và tôi đã tìm ra thủ phạm của những cái vụ tàn sát dã man trên đồng mô.